Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã thường xuyên theo dõi kênh tư vấn phong thủy của Phong thủy Tâm Nguyên. Thì sau rất là nhiều cái số mà các anh chị có gửi các câu hỏi về Phong thủy Tâm Nguyên, thì có hỏi về cái vấn đề làm nhà, cụ thể là cái vấn đề lập hướng cũng giống như là tu tạo nhà cửa trong năm 2019 cuối năm này và đầu năm 2020. Và rất nhiều cái câu hỏi các anh chị gửi về. Và hôm nay tôi là Thiên Long và ngồi cạnh tôi đây vẫn là anh Đức Trung. Thì hôm nay thì chúng tôi lại quay trở lại câu hỏi đó là làm thế nào để xây nhà trong năm 2020 nó vượng nhất, và làm thế nào để mình chọn được cái năm tháng ngày giờ, và với cái mảnh đất như thế nào thì mình tiến hành là mình làm được. Và cụ thể trong hôm nay thì chúng tôi có một số các câu hỏi và muốn giải đáp đến tất cả các anh chị, và không để làm mất thời gian của anh chị nữa thì ngay bây giờ thì tôi và anh Đức Trung chúng tôi sẽ cùng nhau là trao đổi và phân tích cho các anh chị, và đặc biệt là các anh chị ở đây, để làm sao các anh chị hiểu được cái vấn đề làm nhà. Và trước đó thì cũng cần phải trao đổi thêm với các anh chị là để các anh chị biết đó là cái vấn đề là khi mà làm nhà xong năm 2020 thì cần chú ý những gì, thì cái này là cái mà chúng tôi vẫn cần phải lưu ý các anh chị để làm sao các anh chị hiểu được. Thì cái này thì mời anh Đức Trung thì được. Có những cái lưu ý để các anh chị mà có lần sau các anh chị đặt câu hỏi thì nó sẽ tốt hơn. Và xin mời anh Đức Trung. Được. Cảm ơn anh Thiên Long. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong thủy Tâm Nguyên. Trước khi chúng ta vào câu chuyện thì rất mong các anh chị có thể ủng hộ kênh tư vấn của chúng tôi bằng cách là bấm nút đăng ký cũng như là bấm chuông, để mà khi có những cái video mới thì các anh chị có thể xem và theo dõi một cách tốt hơn. Bởi vì những cái kiến thức mà chúng tôi đưa ra đây thì cũng xin thưa các anh chị là được tổng hợp rất là kỹ lưỡng, cũng như những kiến thức về phong thủy chính tông nó sẽ giúp rất rõ ràng cho cuộc sống của anh chị trở nên tốt hơn. Và các anh chị càng theo dõi thì các anh chị sẽ càng hiểu hơn về các vấn đề, quan điểm về phong thủy và làm nhà của mình, để cái việc làm nhà trở nên tự tin hơn và rõ ràng hơn, cụ thể hơn. Cái đầu tiên rằng là ở đây là tôi nhận được một số những cái câu hỏi thắc mắc của các anh chị định kỳ. Thế thì tôi và Thiên Long cũng có tổng hợp những cái câu hỏi ở đây, thì nhận thấy rằng là các câu hỏi của anh chị trong cái phiên hỏi đáp lần này thì nó cũng rõ ràng hơn các cái thông tin rồi. Thế thì chúng ta thống nhất lại với nhau về những cái cấu trúc về cái câu hỏi, để lần sau là các anh chị đặt xuống thì chúng tôi có thể tổng hợp và trả lời các anh chị một cách dễ hơn. Cái thứ nhất rằng là cái quan điểm mà chúng ta làm nhà nó cũng không như Đức Trung có trao đổi với các anh chị một cách rất nhiều lần, chúng ta làm nhà chúng ta tính toán trên yếu tố là vận khí của đất có làm được hay không. Cái điều này chúng ta xét trên yếu tố là tọa và hướng của ngôi nhà đấy nó có được đắc vận hay không trong cái năm mình làm nhà. Ví dụ như năm 2019 hoặc năm 2020 thì cái hướng đấy nó có được vận hay không để chúng ta làm nhà, chứ không phải là tuổi tôi sinh năm tương đây, vợ tôi sinh năm tương đây, con tôi sinh năm tương đây thì năm sau có làm nhà được hay không. Cái đấy chúng ta xét sau. Cho nên quan trọng nhất là hướng nhà đấy nó có được vận hay không để làm. Do đó các anh chị phải đo được cụ thể xem hướng đấy là hướng gì. Thì các anh chị vui lòng rằng là trên điện thoại iOS, tức là iPhone của anh chị, hoặc điện thoại Android á, các anh chị dùng Oppo hoặc là Samsung hoặc một số dòng điện thoại khác, nó có cái ứng dụng, các anh chị tải ứng dụng là ứng dụng La Bàn Việt về, giống như ứng dụng La Bàn Việt như thế này. Các anh chị mở ra thì các anh chị sẽ đo được cái hướng nhà mình nó là bao nhiêu độ. Đây chính là ứng dụng La Bàn Việt như này, để các anh chị đo xem cụ thể nó là bao nhiêu độ. Thì các anh chị sẽ nắm được chính xác cái độ số đấy, và sau đó các anh chị báo lại cho chúng tôi thông qua cái bình luận hoặc thông qua những cái số hotline hiển thị trên màn hình là 1900 2292. Các anh chị liên lạc qua và sau đó cung cấp các thông tin về độ số hướng nhà, cùng với cái câu hỏi đó là tôi muốn làm nhà trong năm 2019 hoặc năm 2020 thì cái hướng này có làm được hay không, tuổi tôi bao gồm các thành viên như thế này, và cái phương án liên quan đến thiết kế khảo sát như thế nào. Đấy, cụ thể các câu hỏi như vậy thì đội ngũ trợ lý của thầy Tâm Nguyên, tức là Đức Trung hay Thiên Long hay một số các trợ lý khác như là Phát Tài hay là Triệu Hào hay là các trợ lý về Phong Thủy Vương hoặc là Hòa Phong Thủy cũng sẽ có thể là lắng nghe và trao đổi các anh chị một cách nó rõ ràng hơn các cái thông tin đấy, thì các anh chị hiểu hơn và cũng dễ hơn cho đối Phong Thủy Tâm Nguyên chúng tôi thông qua việc nắm bắt các thông số, chứ tránh cái việc là các anh chị đặt những câu hỏi thì nó không có cụ thể rõ ràng, thì việc chúng tôi lại tương tác lại thì nó mất thêm thời gian của chúng ta. Đồng thời thì các anh chị cũng nên để lại những cái thông tin liên lạc bao gồm số điện thoại, email hoặc là địa chỉ để chúng tôi có thể là tương tác liên hệ với các anh chị, gọi đến số các anh chị nó dễ dàng hơn. Vâng. Thế thì quay lại với lại các cái câu hỏi của các anh chị ở đây thì xin mời anh Thiên Long sẽ bắt đầu vào câu hỏi để chúng ta cùng giải đáp với nhau. Vâng, rất là cảm ơn anh Đức Trung. Thì không để làm mất thời gian của tất cả các anh chị thì ngay bây giờ thì tôi cũng sẽ có một vài câu hỏi muốn gửi đến anh Đức Trung để giải đáp. Vâng. Thì đầu tiên đó là câu hỏi số 1 của anh Huyền Thanh. Khi mà tham gia khóa học Kích Tài Lộc đều có thầy Tâm Nguyên mà tôi đã được giải đáp một số thắc mắc. Nó như một cái phép màu, mọi việc khá là suôn sẻ, tôi thấy là hài lòng. Tôi thấy là cũng rất là thành công. Gửi đến thầy hai chữ cảm ơn. Liên hệ hotline 1900 2294. Thì anh Huyền Thanh có câu hỏi như sau. Là xin chào Phong Thủy Tâm Nguyên, tôi sinh năm 1986 Bính Dần, vợ tôi sinh năm 1989 Kỷ Tỵ, con trai sinh năm 2013 Quý Tỵ.
Tôi có dự định xây nhà năm 2020 canh tí. Mảnh đất tôi dự tính xây nhà thì có hai mặt tiền là hướng đông bắc 62 độ và hướng tây bắc 330 độ. Xin hỏi phong thủy Tam Nguyên tư vấn chọn hướng nào xây dựng tốt trong năm 2020? Và thêm một ý nữa là nếu như tôi xây nhà ngược hướng với toàn bộ các nhà khác ở trong khu với tôi thì có ảnh hưởng gì không ạ? Xin cảm ơn phong thủy Tam Nguyên. Thì rất là cảm ơn anh Huyền Thanh đã đặt câu hỏi về sau phong thủy Tam Nguyên cũng giống như là kênh tư vấn phong thủy. Và với cái câu hỏi này thì xin nhờ anh Đức Trung đó là giải đáp với anh Huyền Thanh để anh nắm bắt được cái ý định của mình trong năm 2020. Vâng, cảm ơn anh Long. Xin chào anh Huyền Thanh, cảm ơn anh đặt câu hỏi đến với phong thủy Tam Nguyên. Thông qua cái phần câu hỏi của anh thì cũng cảm ơn anh bởi vì nó khá rõ thông tin, bao gồm ít nhất là bao gồm là cái độ số của hướng nhà. Ở đây thì anh cũng trao đổi đó là gia đình anh bao gồm các thành viên tuổi là 1986 Bính Dần là tuổi anh, vợ anh là 1989 Kỷ Tỵ và con trai là 2013 Quý Tỵ. Anh có hai cái hướng mặt tiền có thể xây dựng được, đó là hướng đông bắc 62 độ và hướng tây bắc là 330 độ. Thì ở đây rằng là năm 2020 thì anh muốn xây nhà để đắn đo là không biết là xây cái hướng nào, đúng không ạ? Thì cũng trao đổi với anh luôn liên quan đến cái việc đó là xét theo định long của tam hợp phái của chúng tôi thì đối với tuổi các thành viên gia đình anh bao gồm là 1986 Bính Dần, 1989 Kỷ Tỵ và 2013 là Quý Tỵ, thì đối với nhà của anh có hướng đông bắc hoặc là hướng tây bắc như này thì nếu xét về lập hướng mà hướng vượng thì cái hướng tây bắc này nó sẽ khá vượng long với lại tuổi của vợ anh và con anh, tức là 1989 Kỷ Tỵ và 2013 là Quý Tỵ. Đối với tuổi của anh 1986 Bính Dần, xét theo định long tam hợp phái thì anh có thể lựa chọn cái hướng đông nam hoặc hướng tây nam làm nơi cư ngụ thì nó sẽ khá là tốt, đặc biệt là cái hướng là hướng tây nam. Đấy. Ở đây là hướng như anh là hướng đông bắc 62 độ, tức là xét theo la bàn 24 sơn hướng thì tức là tọa thân và hướng dần. Đối với hướng tây bắc là 330 độ thì tức là tọa tỵ và hướng hợi. Thì ở đây rằng là với câu chuyện rằng là nhà anh chỉ lập hướng được hai hướng trên thôi, thì nếu như năm 2020 chúng ta làm với hai hướng trên thì khuyên anh rằng là anh có thể động thổ vào cái hướng là hướng đông bắc thì nó sẽ ok hơn, nó sẽ tốt hơn. Cái hướng đông bắc cụ thể là tọa thân hướng dần, năm 2020 anh khai sơ lập hướng nó sẽ tốt hơn là hướng tây bắc 330 độ. Bởi nếu như hướng tây bắc 330 độ tức là tọa tỵ hướng hợi, năm 2019 đây là hướng thái tuế thì không có làm được. Năm 2020 thì đây lại là hướng mà phạm phải tam sát, bởi tam sát năm 2020 thân tí tiền tam hợp thì tam sát đến ba phương là tị ngọ mùi, do vậy anh xây cái nhà tọa tị hướng hợi thì nó phạm vào tam sát, phạm vào một trong năm yếu tố sát sát rất lớn và không có động thổ được với cái nhà tọa tị hướng hợi này. Cho nên rằng là nếu 2020 anh vẫn phải làm thì khuyên anh rằng là lên làm cái hướng tọa tây nam và hướng đông bắc, cụ thể là tọa thân hướng dần 62 độ thì anh làm hướng này nó sẽ tốt hơn. Và cái tháng nào mà có thể triển khai được cái hướng đông bắc này á thì anh có thể triển khai vào một trong các cái tháng, đó là tháng 4 hoặc là tháng 9 âm lịch. Đây là những cái tháng vượng để mà anh triển khai động thổ với cái nhà hướng đông bắc năm 2020 canh tí. Tuy nhiên một điều là ở đây chúng tôi xét trên yếu tố về lý thuyết là như thế, nhưng cái việc là hướng đông bắc của anh 62 độ có làm được hay không và cái cách cục đất đấy nó có đẹp hay không thì chúng ta phải đi khảo sát thực tế thì mới ra được, đúng không ạ? Tại vì rằng là làm nhà thì chúng ta phải căn cứ theo thế đất thế đường làm cho nó đẹp, đúng không? Ở đây anh bảo rằng là thêm một ý nữa là nếu như nhà tôi xây ngược hướng với toàn bộ các nhà khác trong khu vực thì có ảnh hưởng gì không ạ? Cái thứ nhất là xét về ảnh hưởng về phong thủy chúng ta chưa có phán đoán được, ở đây cái việc này phải đi khảo sát. Nhưng xét về yếu tố về quy hoạch thẩm mỹ thì cũng xin thưa với anh luôn thì trông nó rất là buồn cười, đúng không? Cả một khu phố người ta xây cái mặt tiền hướng ra ngoài, tự dưng bây giờ mình chỏng cái nhà mình ra thì nó cũng rất là buồn cười lắm, đúng không ạ? Mặc dù là lấy hướng. Thế cho nên rằng là để mà được hướng hay không như thế thì chúng ta cần phải đi khảo sát thì nó mới tốt được. Tức là yếu tố về quy hoạch, về tổng thể, về cách cục, về địa thế, về bố trí tọa và hướng ngôi nhà xếp theo cái không gian văn hóa xung quanh, cái quy hoạch tổng thể xung quanh nó có được tốt hay không, thế đường thế đất nó có đẹp hay không thì chúng ta phải đi khảo sát cụ thể ra được. Còn nếu như xây cái hướng đông bắc 62 độ mà nó đẹp cả hình thế đất, nó đẹp cả cách cục đường, sân vườn các thứ nó vuông vắn thì tốt quá, đúng không ạ? Thì anh xây cái nhà hướng đông bắc năm 2020 thì nó sẽ tốt hơn. Hướng tây bắc thì năm 2020 không có vượng thì để sang hẳn năm 2021 và các năm sau chúng ta xét tiếp. Còn nếu như có một cái cơ hội khác mà anh lựa chọn một trạch đất khác để mà anh làm thì khuyên anh chọn hướng tây nam hoặc hướng đông nam để anh làm thì nó tốt hơn. Tiện ở đây thì cũng trao đổi với anh luôn là hướng đông nam và hướng tây nam năm 2020 xây như nào, biết đâu mình làm nhà, mình mua đất, mình mua hướng tây nam và hướng đông nam mình làm, đúng không? Nếu như anh chọn hướng tây nam thì hướng tây nam này có thể lập hướng vào trong năm 2020 với các tháng là tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 hoặc là tháng 9 âm lịch. Đấy là những cái tháng mà mình có thể là động thổ xây mới được với cái nhà hướng tây nam, tọa đông bắc hướng tây nam, đấy hướng đấy vượng long với anh. Hoặc là anh chọn cái hướng đông bắc, chọn hướng đông nam. Đông nam tức là tọa tây bắc và hướng đông nam tức là ngược lại với cái hướng nhà của anh hiện tại này này. Thì anh cũng có thể là
triển khai lập hướng được. Tuy nhiên rằng là khuyên anh rằng là sau đồng chí anh hãng làm, hoặc nếu không có vội thì cũng đừng có làm năm 2020 mà để năm khác. Nhưng đấy là hai cái hướng mà Vượng hướng với anh, là hướng Đông Nam hoặc là hướng Tây Nam. Cái này xét theo định long tam phái của chúng tôi, chứ không phải là hướng về sinh khí rồi là thiên niên rồi phục vị rồi là tránh mấy hướng ngũ quỷ hóa hại. Chúng tôi không có xét theo quan điểm đấy nhé. Xin thưa với anh Huyền Thanh như vậy, và cũng cảm ơn anh đã tin tưởng và đặt câu hỏi đến với Phong Thủy Tâm Nguyên. Chốt lại vấn đề đó là nếu như anh một trong hai hướng này anh xây năm 2020 thì khuyên anh làm hướng Đông Bắc 62 độ. Còn chi tiết cụ thể liên quan cách cục đất, hình thế đất, xây nhà tọa hướng như thế thì nó có được đẹp thẩm mỹ hay không, nó có vấn đề gì không thì chúng tôi cần phải khảo sát thì mới ra được. Thì vui lòng anh liên hệ đến số 1900 2292 bấm nhanh số 2, hoặc là đến trực tiếp văn phòng chúng tôi tại Hà Nội, phòng 510 tòa nhà 34T đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội để được hỗ trợ một cách chi tiết nhất. Cảm ơn anh Huyền Thanh. Vâng, xin cảm ơn cái lời giải đáp của anh Đức Trung dành cho anh Huyền Thanh. Thì như cái nơi tổng kết của anh Đức Trung, tức là với cái căn nhà của anh gồm hai mặt tiền, đó là Đông Bắc và Tây Bắc, thì nếu có làm được trong năm 2020 thì chỉ có hướng Đông Bắc làm được thôi. Tại vì cái hướng Tây Bắc của nhà anh thì nó do là tọa vào tam sát thì không làm được. Và cái thứ hai đó là tuổi của các thành viên như thế, thì mà anh xây nhà mà ngược hướng như thế thì anh đang tính về cái vấn đề đó là lấy hướng. Nhưng mà cái việc làm nhà thì mình quan trọng nhất là hình thế nó phải đẹp và mọi thứ nó phải yếu tố phong thủy. Do đó để mà tốt nhất thì anh nên nhờ bên Phong Thủy Tâm Nguyên, đó là để khảo sát trực tiếp tận nơi, sau đó đưa ra được cái yếu tố lập hướng. Rất là cảm ơn anh Huyền Thanh về câu hỏi, và đấy cũng là về cái phần chia sẻ của chúng tôi về cái phần câu hỏi của anh. Khi mà tham gia khóa học Kích Tài Lộc đều có thầy Tâm Nguyên mà tôi đã được giải đáp một số thắc mắc, nó như một cái phép màu, mọi việc khá là suôn sẻ, tôi thấy là hài lòng. Tôi thấy là rất là thành công. Gửi đến thầy hai chữ cảm ơn. Liên hệ hotline 1900 2294. Và tiếp theo là về cái câu hỏi của chị Phạm Thị Thảo có gửi đến kênh tư vấn của Phong Thủy Tâm Nguyên. Thì chị có câu hỏi như sau. Chào thầy Tâm Nguyên, thầy cho em hỏi là em sinh năm 1984 Giáp Tý, 85 Ất Sửu, con sinh năm 2005 và 2009, cùng với đó là năm 2017. Sang năm 2020 thì em định là nhà hướng Tây Nam là 213 độ chính mùi. Thầy xem hộ em có làm được không và làm tháng nào là tốt ạ? Thì rất là cảm ơn câu hỏi của chị Phạm Thị Thảo, chị có gửi lại trên cái kênh đó là tư vấn của Phong Thủy Tâm Nguyên. Thì với câu hỏi của chị Phạm Thị Thảo thì có rất là nhiều cái thông tin gồm đầy đủ tên vợ chồng con cái cùng với độ số chính xác hướng nhà. Thì với cái câu hỏi này thì anh Đức Trung thì anh giải đáp cho chị Thảo để làm sao chị nắm bắt được cái tháng cũng giống như là cái phương án để làm nhà. Vâng, cảm ơn anh Long, cảm ơn chị Thảo đã đặt câu hỏi đến với Phong Thủy Tâm Nguyên chúng tôi. Ở đây rằng là chúng ta tiếp nhận được với những thông tin của chị, bao gồm là gia đình chị bao gồm trạch chủ là sinh năm 84 Giáp Tý, chị sinh năm 1985 Ất Sửu, con sinh năm 2005 Ất Dậu, bé nữa là 2009 Kỷ Sửu và bé nhỏ nhất là 2017 Đinh Dậu. Nhà chị đang là hướng Tây Nam 213 độ, tức là tọa Sửu hướng Mùi, đúng không ạ? Thì với việc là chị muốn động thổ trong cái năm 2020 này thì cũng xin trao đổi với chị là rất tốt. Năm 2020 hướng Tây Nam, cụ thể là tọa Sửu hướng Mùi, với hướng nhà của chị hoàn toàn động thổ được. Và chị có thể làm vào một trong các tháng là tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 hoặc là tháng 9 âm lịch, có thể động thổ vào một trong các tháng trên đó. Với cái hướng Tây Nam năm 2020 thì chúng ta lại động thổ tốt đó. Năm 2019 này thì không có làm được, tại vì 2019 thì ngũ hoàng đại sát nó vẫn đáo đến hướng Tây Nam. Trong một trong năm cái yếu tố sát mà chúng ta có tránh, đó là tránh cái việc ngũ hoàng đáo hướng. Do đó năm 2019 ngũ hoàng đại sát, tức là sao số 5 trong hệ thống cửu tinh, nó vẫn đáo đến hướng Tây Nam của gia đình chị. Do vậy cái nhà chị là tọa Đông Bắc hướng Tây Nam thì năm 2019 không làm được, nhưng vận khí năm 2020 thì đã chuyển rồi. Do đó rằng là năm 2020 thì chúng ta lại làm được cái hướng Tây Nam này. Còn chi tiết cụ thể liên quan đến yếu tố về cách cục, hình thế đất nó có làm được hay không, và bố trí thiết kế lên cái yếu tố là bản vẽ phong thủy, bản vẽ công năng kiến trúc phong thủy, hay là các cái bản vẽ liên quan đến thi công, bao gồm là kết cấu kiến trúc, dự toán vật tư rồi là điện nước như nào đó, thì cần phải đến cái đội ngũ trợ lý Phong Thủy Tâm Nguyên chúng tôi, cũng như là kết hợp cùng với thầy Tâm Nguyên để mà về khảo sát trực tiếp cái cách cục đất của chị, để xem là hình thế đất nó có được tốt hay không, mong muốn của gia đình chị liên quan đến thiết kế công năng như thế nào, tầng 1, tầng 2, tầng 3, các công năng thiết kế ra làm sao. Sau đó thì chúng tôi mới triển khai về vẽ lên cái mặt bằng công năng 2D, và sau đó thì gửi cho chị duyệt với xem là đã đáp ứng được cái mong muốn đó chưa. Dĩ nhiên rằng là gửi cho chị duyệt thì ở đây rằng là thầy Tam Nguyên cũng đã duyệt trước rồi, để đảm bảo yếu tố rằng là yếu tố phong thủy và kiến trúc có được hợp lý. Khi mà chúng ta đã nhất trí với nhau về phương án cái bản vẽ công năng thiết kế như thế thì sẽ ra được các cái bộ hồ sơ còn lại, bao gồm là từ bộ hồ sơ phong thủy, rồi là hồ sơ kết cấu, hồ sơ kiến trúc, hồ sơ dự toán, hồ sơ điện nước. Đấy là những cái bộ hồ sơ đầy đủ để chị triển khai yên tâm làm một ngôi nhà. Thì trong các cái bộ hồ sơ này thì cũng xin thưa với các anh chị luôn, quan trọng nhất chúng ta cần xét đến đó là bộ hồ sơ phong thủy. Tại vì sao lại là cần cái bộ hồ sơ phong thủy? Tại anh chị cũng sẽ thấy một điều, đó là
ở quê hay là ở bất cứ đâu, nếu chúng ta làm những ngôi nhà mà kết cấu kiến trúc khá đơn giản thì có khi là không cần bản vẽ thì chúng ta cũng vẫn làm được nhà. Các anh chị đồng ý không ạ? Không cần bản vẽ chúng ta vẫn làm được nhà luôn. Rằng là ông thợ cả ông chỉ cần nhìn cái nhà hàng xóm, đi vào thăm một lượt các cái công năng trong nhà và sau đó về đập nguyên cái nhà đấy vào cái khu đất của anh chị thì vẫn làm nên một ngôi nhà, đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy rằng là làm xong mới thấy rằng là dự toán vật tư sao nó không giống như nhà ông hàng xóm. Ông ấy làm hết có A đồng thì mình làm hết B đồng, đúng không ạ? B lại lớn hơn A. Đấy, rồi là ông ấy làm cái nhà trông đẹp như thế mà sao làm lên nhà mình thì nhìn nó cũng không có đẹp cho lắm. Là bởi vì nhà người ta có đầu tư, đúng không ạ? Nhưng người ta đầu tư vào bản vẽ thiết kế, người ta đầu tư vào phối cảnh 3D, người ta đầu tư vào thi công kỹ thuật đầy đủ, thế cho nên làm cái nhà nó rất là chuẩn chỉnh. Thì nhà mình thì bắt đầu rút kinh nghiệm, cái nhà thứ hai thì bắt đầu mới thuê một đơn vị kiến trúc sư để vẽ lên cái bản vẽ, đúng không ạ? Lập lên bộ hồ sơ để làm nhà. Thế tuy nhiên là làm nhà xong thì các anh chị cũng sẽ thấy một cái trường hợp thứ hai, đó là làm nhà đẹp rất khang trang, nhưng mà từ đấy về sau thì thấy là tài lộc rồi sức khỏe rồi gia đạo rồi sự nghiệp rồi vợ con cứ lục đục thôi, không có đi lên phát triển, thì mới nhận ra một điều đó là có yếu tố phong thủy của nhà nó không có được tốt. Thì lúc đấy các anh chị mới đi lo lắng và đi nhờ một người thầy phong thủy về để mà đo đạc rồi là khảo sát, đúng không ạ? Thì cũng khá khó, bởi vì cái trường hợp nhà chị đã lên kết cấu với kiến trúc đang ở rồi, bây giờ bảo tu tạo sửa chữa thì cũng vất vả, đúng không ạ? Mà đập bỏ đi, đập phá đi chỗ này chỗ kia thì cũng khá là bừa bộn. Nên do đó rằng là khi mà chúng ta đã làm sai rồi thì đi khắc phục cái sai thì cũng vất vả lắm. Do đó thì ở đây là một cái cơ hội của các anh chị đang được tiếp xúc với những cái kiến thức phong thủy chính tông của Phong Thủy Thái Nguyên chúng tôi, thì trước khi xây nhà thì chúng ta nên có cái sự kết hợp sâu sát giữa cả yếu tố về kiến trúc, quy hoạch và cả yếu tố về phong thủy nữa, thì hãy lựa chọn một đơn vị giỏi cả về kiến trúc và am hiểu tường tận cả về phong thủy. Thì cũng tiện ở đây cũng nói luôn các anh chị rằng là Phong Thủy Thái Nguyên chúng tôi là một trong những đơn vị uy tín và tự tin với cái năng lực của mình sẽ triển khai rất tốt đối với cái phương án về phong thủy và kiến trúc giúp các anh chị đấy, để tránh cái việc các anh chị lo rằng là cứ làm phong thủy thì lại sai kiến trúc, cứ làm kiến trúc thì lại sai phong thủy, thì việc này các anh chị ở giữa cảm giác rất là đau đầu và không có phải kết nối nhiều bên, thì các anh chị hãy lựa chọn một đơn vị uy tín để mà triển khai, chị Thảo nhé. Thì nhân cơ ở đây thì cũng trao đổi với các anh chị và đưa đến cái thông tin giúp các anh chị như thế để hiểu rõ được. Chốt lại vấn đề, nhà của chị Thảo năm 2020 làm hướng Tây Nam rất tốt, chị có thể triển khai vào các tháng, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 9 âm lịch. Còn chi tiết 5 tháng ngày giờ như thế nào, phương án thiết kế ra sao thì hãy để Phong Thủy Thái Nguyên tư vấn một cách cụ thể hơn. Chị nên gọi điện đến số 1900-2292 bấm nhánh số 2 hoặc đến trực tiếp văn phòng tại phòng 510, tòa nhà 34T, đường Hoàng Hậu Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội. Hoặc lần sau các chị để lại số điện thoại cụ thể để đội ngũ trợ lý chúng tôi liên lạc tư vấn thì sẽ tốt hơn. Xin cảm ơn chị Thảo. Xin cảm ơn cái sự giải thích và chia sẻ của anh Đức Trung. Thì chị Thảo thì chị nên ghi lại cái thông tin mà khi chúng tôi trao đổi với chị, tức là với cái căn nhà của chị tọa xỉu hướng mùi hướng Tây Nam 213 độ thì nằm nhà vào được các tháng là tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 9 âm lịch. Thì đây là các tháng mà chúng tôi cung cấp cho chị. Còn cụ thể đó là chị muốn chi tiết ngày giờ như thế nào thì chị hãy liên hệ với Phong Thủy Long Nguyên theo cái số 1900-2292 và bấm nhanh số 2 thì chúng tôi sẽ hỗ trợ chị. Khi mà tham gia khóa học Kích Tài Lộc đều có thầy Tăng Nguyên mà tôi đã được giải đáp một số thắc mắc. Nó như một cái phép màu, mọi việc khá là suôn sẻ, tôi thấy là hài lòng. Tôi thấy là cũng rất là thành công. Gửi đến thầy hai chữ cảm ơn. Liên hệ hotline 1900-2294. Tiếp theo là chúng tôi sẽ đi vào cái câu hỏi thứ 3 của chị Hoàng Thị Loan. Chị Loan có đặt câu hỏi như sau: chào thầy Tăng Nguyên và chương trình. Chồng em Nguyễn Tiến Đạt sinh ngày 29 tháng 12 năm 1976 Bính Thìn. Em Hoàng Thị Loan sinh ngày 15 tháng 7 năm 1981 Tân Dậu. Và con Nguyễn Thị Thu Hoài sinh ngày 7 tháng 6 năm 2000 năm Canh Thìn. Hướng nhà là hướng Nam, em muốn làm vào tháng 2 năm 2020 Canh Tý. Thì xin hỏi thầy Tăng Nguyên và chương trình đó là em làm vào tháng và năm thầy có được không ạ? Em xin chân thành cảm ơn. Thì câu hỏi này thì vẫn là nhờ anh Đức Trung vẫn là giải đáp và chia sẻ cho chị Loan thì làm sao chị nắm bắt được cái phương án và có cái kế hoạch trong năm 2020. Vâng, cảm ơn anh Long, cảm ơn gia đình chị Loan đã tin tưởng và đặt câu hỏi đến với chương trình. Ở đây tiếp nhận thông tin đầu vào của chị bao gồm các thành viên là chồng chị là sinh năm 1976 Bính Thìn, anh nhà sinh năm 1976 Bính Thìn, chị sinh năm 1981 Tân Dậu, các cháu là sinh năm 2000 là năm Canh Thìn. Chị ở nhà hướng Nam và tháng 2 năm 2020 là mong muốn động thổ xây nhà thì có được không? Cái đầu tiên là chúng ta xét đến cái yếu tố đó là nếu như nhà chị bao gồm các thành viên tuổi như trên ở nhà hướng Nam thì xin chúc mừng chị, hướng Nam là hướng rất hợp lòng với lại gia đình anh chị luôn. Ở cái nhà hướng Nam rất là tốt. Đấy, nhưng mà tốt ở đây là trên yếu tố là hợp hướng, còn nó đẹp phong thủy hay không là chúng ta lại xét đến câu chuyện tiếp, cần phải đi khảo sát thì mới biết được. Đồng ý không ạ chị Loan? Thì ở đây rằng là với cái việc là hướng Nam, ở đây là chị báo là hướng Nam nhưng mà cũng không có báo cụ thể là bao nhiêu độ, thì cũng không biết là chị đo có được chính xác hay không.
Thì ở đây là bởi vì hướng nam chúng ta có 3 sơn hướng, là bao gồm là sơn bính, ngọ và đinh, đúng không ạ? Độ số nó kéo từ 157,5 độ cho đến là 202,5 độ, tức là 45 độ một cái hướng nam đấy, nó chia làm 3 cái sơn hướng bên trong là bính, ngọ, đinh. Thì mỗi một sơn hướng nó là 15 độ, đúng không ạ? Thì mỗi một cái sơn hướng này thì nó khác nhau ở cái gì? Nó khác nhau rất nhiều yếu tố, liên quan đến tốc độ lưu thông khí, liên quan đến nhiệt độ, độ ẩm, rồi là kết hợp với lại cái yếu tố về trường khí, nó phối với lại là cái các hung nạp vận của các thành viên gia đình chị trong cái năm chị xây nhà. Thì để làm sao nó ra yếu tố về các hung tổng quan của những con người sống trong ngôi nhà đấy thì nó có được tốt hay không, thì chúng ta lại phải là căn cứ tiếp xem là chị đo xem là bao nhiêu độ để chúng tôi biết rằng nó là sơn bính hay là sơn ngọ hay là sơn đinh, thì để tư vấn cho chị được nó tốt hơn. Còn về cơ bản tổng quan là hướng nam năm 2020 thì khai sơn lập hướng lại rất vượng, bao gồm tất cả 3 sơn hướng là bính, ngọ, đinh ấy, khai sơn lập hướng thì đều đại cát cả. Chị có thể làm vào một trong các tháng là tháng giêng, tháng 2, tháng 6, tháng 7, tháng 8 hoặc là tháng 9 âm lịch. Đấy là những cái tháng vượng mà chị có thể triển khai đối với cái nhà hướng nam này. Do đó ở đây mong muốn của chị là xây cái vào tháng 2 âm lịch thì có làm được không, thì cũng trao đổi với chị Loan là hoàn toàn làm được. Tuy nhiên là ngày giờ triển khai như thế nào nữa, tuổi động thổ, vị trí động thổ thì cần phải tương tác sâu hơn với phong thủy thái nguyên chúng tôi để chúng tôi tư vấn với chị một cách kỹ hơn. Tức là với cái phương án xem cái ngày giờ động thổ của phong thủy thái nguyên chúng tôi sẽ trả các anh chị những kết quả. Thứ nhất là năm tháng ngày giờ để triển khai động thổ. Thứ hai đó là vị trí để động thổ. Thứ ba đó là chọn tuổi để động thổ. Và cái thứ tư là văn khấn và nghi lễ thực hiện động thổ như thế nào. Chúng tôi sẽ trả anh chị 4 kết quả như thế để các anh chị có thể tường tận và rõ nhất cái phương án động thổ của mình. Còn đâu rằng là cái cách cục đất nó có được đẹp hay không, hình thế đất loan đầu, rồi là các cái yếu tố xung quanh nó tác động đến phong thủy ngôi nhà chị có được đẹp hay không, thì chúng tôi cần phải đến khảo sát trực tiếp thì mới ra được các kết quả. Thì chị cần phải liên hệ với chúng tôi hoặc là hãy để lại số điện thoại để chúng tôi tư vấn chị một cách kỹ hơn. Nếu như liên hệ thì anh chị có thể liên hệ đến số 1900 2292 bấm nhánh số 2 để được tư vấn, hoặc là để lại cái số điện thoại ở dưới phần bình luận ở những câu hỏi sau để chúng tôi có thể tương tác với chị Loan một cách nó cụ thể hơn đó. Thế thì cũng trao đổi với chị đó là với cái hướng nhà này của chị là hướng nam này thì nó rất phượng long với lại các thành viên trong tuổi nhà chị. Nếu như thiết kế được một ngôi nhà mà đẹp cả về phong thủy nữa thì cũng xin chúc mừng luôn là cái nhà đấy ở sẽ rất vượng, đúng không ạ? Ngoài cái hướng nam này thì anh chị cũng có thể chọn cái nhà hướng tây để làm nơi cư ngụ thì nó cũng sẽ rất tốt đó. Vậy thì xin trao đổi chốt lại vấn đề với lại chị Loan đó là với các thành viên gia đình chị như thế ở nhà hướng nam thì nó rất tốt, triển khai năm 2020 thì cũng rất tốt luôn, triển khai được vào cái tháng 2. Còn chi tiết 5 tháng này giờ để triển khai như nào, nghi thức như thế nào, tuổi động thổ như thế nào, vị trí động thổ như thế nào thì cần phải để phong thủy thái nguyên chúng tôi tư vấn kỹ hơn, hoặc là các anh chị sử dụng những cái phương án tiếp theo đó là khảo sát, tư vấn và lập lên các bộ hồ sơ phong thủy và các bộ hồ sơ thi công thì nó sẽ càng chi tiết cho cái việc làm nhà của mình. Xin cảm ơn chị Loan. Vâng, xin cảm ơn cái sự giải thích của anh Trung. Thì tổng kết lại với cái câu hỏi của chị Loan thì chúng tôi có đưa ra cái thông tin cho chị đó là vào tháng 2 năm 2020 năm Canh Tý thì chị hoàn toàn sẽ có thể làm được nhà hướng nam. Tuy nhiên đó là khi mà chúng ta chọn được cái tháng và cái năm vượng để làm nhà thì nó liên quan đến ngày giờ, vị trí, tuổi động thổ và nghi thức nghi lễ để tiến hành làm nhà nữa, động thổ nữa. Thì cái này đó là chị cần phải đó là xem xét cho thật là kỹ càng để làm sao cái ngày giờ của mình nó thực sự là ngày giờ bổ long phù sơn và nó tương chủ. Thì đấy chính là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ với chị Hoàng Loan, và chị sẽ lưu lại những cái thông tin đó để mình có kế hoạch. Khi mà tham gia khóa học Kích Tài Lộc đều có thầy Tăng Nguyên mà tôi đã được giải đáp một số thắc mắc. Nó như một cái phép màu, mọi việc khá là suôn sẻ, tôi thấy là hài lòng. Tôi thấy là cũng rất là thành công. Gửi đến thầy hai chữ cảm ơn. Liên hệ hotline 1900 2294. Tiếp theo là về cái câu hỏi của anh Phạm Văn Thường. Anh có câu hỏi như sau: xin thầy cho biết là em có miếng đất, miếng đất tọa nam hướng bắc, đo thì từ 11 đến 20 độ. Thầy cho biết năm 2019 này hoặc xa hơn là năm 2020 có thể động thổ được không? Em sinh năm 1978 Mậu Ngọ, vợ em sinh năm 1982 Nhâm Tuất, con trai 2007 Đinh Hợi, con gái sinh năm 2014 Giáp Ngọ. Xin cảm ơn thầy và chương trình. Thì câu hỏi này thì chúng tôi sẽ có cái sự trao đổi, và sau đó là có cái những cái phần liên quan đến cái chi tiết thì sẽ cần phải anh cung cấp đầy đủ, rõ ràng và kỹ càng hơn. Nhưng mà trước mắt thì chúng tôi vẫn đưa cho anh một số cái thông tin để anh giải đáp những câu hỏi này. Xin mời anh Đức Xu. Vâng, xin cảm ơn cái câu hỏi của anh Thường và cảm ơn cái phần dẫn dắt của anh Long. Ở đây anh Thường có đưa thông tin với chúng tôi đó là nhà anh là tọa nam hướng bắc, cụ thể là từ 11 cho đến 20 độ. Thế thì nó tức là nó tọa đinh hướng quý. Ở đây là anh năm 2019 hoặc năm 2020 thì có để động thổ được không? Anh sinh năm 78 Mậu Ngọ, vợ anh sinh năm 82 Nhâm Tuất, con trai là 2007 Đinh Hợi, con gái 2014 là năm Giáp Ngọ. Ở đây rằng là với cái nhà nó tọa nam hướng bắc
nếu như anh triển khai xây dựng, tháng này đang là tháng 9 âm lịch, gần sang tháng 10 rồi. Nếu như anh có triển khai xây dựng thì khuyên anh rằng là một là anh triển khai luôn vào những cái tháng cuối năm này, hai là anh để qua năm 2020 và sang các năm khác, tức là năm 2021 là chúng ta sẽ tiếp. Tại vì sao lại thế? Tại vì rằng là như các anh chị biết rằng là chúng ta làm nhà thì chúng ta căn cứ trên yếu tố vận khí của đất để chúng ta làm nhà, chứ không phải là tuổi của các thành viên gia đình tôi như này có làm được nhà hay không, đúng không ạ? Do đó rằng là tại vì sao hướng Bắc năm 2019 này nên làm mà năm 2020 nó không nên làm. Năm 2020 vì rằng là năm 2020 là năm Thái Tuế đến với phương Bắc, tức là cụ thể đến phương Tý. Thực ra nhà anh là tọa đình hướng Quý thì nó cũng chưa có vào phương Tý, thế cho nên không phải lo. Nhưng mà rằng là năm 2020 thì đồng thời tam sát nó đến phương Tọa, tức là đến phương Nam. Do đó anh xây cái nhà là tọa Nam hướng Bắc thì vô tình nó tọa vào tam sát thì không có làm được trong năm 2020 này. Khi việc làm nhà thì xét yếu tố sát đến với cái yếu tố thần sát, tức là yếu tố về thiên tinh thiên khí đến với cái ngôi nhà của mình từng năm, để xem là cái hướng nhà đấy chúng ta làm nó có bị sai hay không, và nếu có bị phạm sát thì chúng ta không có làm được. Cái sát này nó có thể đến hướng hoặc cái sát khí nó có thể đến tọa. Một trong năm cái sát khí rất lớn đó là tam sát. Năm 2020 canh Tý thân Tý Thìn tam hợp thì tam sát nó đến ba phương là Tị, Ngọ và Mùi, tức là đến toàn bộ phương Nam. Do đó xây cái nhà mà tọa Nam hướng Bắc thì không có xây được, bởi vì là tọa và tam sát nó rất hung. Bởi thế cho nên nếu như 2020 thì anh nên dừng lại cái nhà hướng Bắc này, anh không nên làm nữa nhé. Nếu như làm năm 2019 thì hướng Bắc lại rất vượng, tức là tiết khí vẫn chưa chuyển sang 2020 thì vẫn là năm 2019 kỷ hợi, thì xây cái nhà tọa Nam hướng Bắc thì rất ok. Nếu như trong cái hướng Bắc này thì anh có thể triển khai luôn vào cái tháng 11 hoặc tháng 12 âm lịch tới. Đó. Thì cũng không có phải lo rằng là làm nhà 2 năm đâu. Nếu như anh động thổ vào năm 2019 này mà có dây dưa sang năm 2020 thì cũng không có phải lo động thổ 2 năm anh thường nhé. Tại vì rằng là làm nhà 2 năm nó không có phải quan trọng. Quan trọng nhất là thời điểm động thổ và thời điểm nhập trạch sao cho nó vững nhất. Thế thì thời điểm động thổ ở đây là anh nên có thể động thổ vào cái tháng 11 âm lịch tới. Có chi tiết cụ thể năm tháng ngày giờ như nào thì để Phong Thủy Tâm Nguyên tư vấn sâu hơn với anh thì nó sẽ tốt hơn. Anh động thổ vào cái tháng 11 tới, và từ giờ cho đến khi mà trước khi chuyển tiết khí sang năm 2020 thì anh hoàn thành xong một cái hạng mục, ví dụ như đổ mái được cái tầng 1 là ok rồi, và sau đó thì mình có thể thong dong mình qua Tết, và sau đó thì mình lại triển khai mình xây dựng tiếp. Xây dựng xong thì mình chọn một cái ngày tốt để mình nhập trạch. Thế thì cho nên không phải lo rằng là tôi làm nhà 2 năm thì có ảnh hưởng gì không, xong rồi là bồi hoàn long mạch đấy kia các thứ nó không có đúng với phong thủy chính tông. Thế cho nên anh không phải lo làm nhà 2 năm nhé. Đấy, còn đâu rằng là xét các cái xa hơn 2020, tức là ví dụ 2021 Tân Sửu và các cái năm khác 2022 Nhâm Dần, 2023 Quý Mão thì lúc đấy chúng tôi xin trả lời anh sau. Gần đây là 2019 hoặc năm 2020 thì 2020 không nên làm, 2019 thì có thể làm được vào tháng 11 âm lịch. Còn chi tiết liên quan đến cách cục đất có được tốt hay không, phương án thiết kế lên cái bố trí không gian phong thủy, cách cục, phòng ban các thứ như thế nào thì chúng tôi cần phải khảo sát thì mới ra được cụ thể anh thường nhé. Xin cảm ơn, và nếu như một cái lời khuyên cho anh thêm nữa là nếu như có cơ hội chọn một tranh đất khác nữa để mình triển khai mình làm thì đối với cái nhà của anh rất tốt, nếu như anh chọn được hướng Đông Nam hoặc hướng Tây Nam thì rất vượng lòng. Đây là kiến thức của tam hợp phái chính tông, chứ không phải là các cây trường phái liên quan đến các hướng ngũ quỷ rồi là tuyệt mệnh rồi là họa hại rồi lục sắc, anh không có phải lo gì cả nhé. Anh có thể chọn hướng Đông Nam hoặc hướng Tây Nam để làm nơi cư ngụ thì rất tốt, còn cách cục đất đẹp như thế nào khảo sát thì đã cần phải ra, thì đây anh tương tác sâu hơn tư vấn với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ anh sẽ tốt hơn nhé. Xin cảm ơn anh Thường. Vâng, xin cảm ơn cái sự giải thích trước đó của anh Trung. Thì tổng kết lại với anh Thường thì nếu mà giả sử anh mà sắp xếp được, anh lên kế hoạch được thì trong năm 2019 này, cụ thể là tháng 11 âm thì anh tiến hành làm. Còn nếu mà giả sử anh chưa sắp xếp được trong năm nay và năm sau 2020 thì chắc chắn là không thể làm được nữa rồi. Và anh muốn nữa là cái năm nào mà xa hơn, tức là ngoài cái năm 2020 này, thì lúc đấy thì cần anh muốn là làm được chi tiết với phong thủy tâm nguyên chúng tôi. Thì lúc đấy thì chúng tôi sẽ đưa ra cho anh cái năm nào là vượng nhất trong cái căn nhà của mình. Thì lúc đó thì mình tiến hành xem cái năm tháng ngày giờ để mình tiến hành động thổ. Thì đây là tất cả cái thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến anh Thường để làm sao anh nắm bắt được về tinh thần và cái kế hoạch cho gia đình mình. Khi mà tham gia khóa học cái tài lộc đều có thầy Tăng Nguyên mà tôi đã được giải đáp một số thắc mắc. Nó như một cái phép màu, mọi việc khá là suôn sẻ, tôi thấy là hài lòng. Tôi thấy là cũng rất là thành công. Gửi đến thầy hai chữ cảm ơn. Liên hệ hotline 1900 2294. Tiếp theo là đến cái câu hỏi của anh Nguyễn Văn Tiến. Anh Tiến có câu hỏi như sau, đó là tôi sinh tháng 9 năm 1981 Tân Dậu, vợ sinh tháng 9 năm 1984 Giáp Tý, con gái sinh vào tháng 3 năm 2008 Mậu Tý và con trai sinh tháng 7 năm 2012 Nhâm Ngọ. Vào năm 2020 thì tôi muốn làm nhà hướng Đông Nam 135 độ, xin hỏi phong thủy Tâm Nguyên có được không, và nếu làm thì làm vào tháng nào đẹp, xin cảm ơn.
và xin rất mong đó là cái câu hỏi sớm nhất từ chương trình. Thì cái câu hỏi này thì nói chung là anh Tiến cũng có thường xuyên trao đổi và có thường xuyên theo dõi về cái kênh tư vấn của Phong Thủy Thăng Nguyên, nên là cái câu hỏi anh đưa ra nó khá là sát, và cái thứ hai là nội dung thì nó khá là đầy đủ. Thì với cái câu hỏi này thì anh Trung thì anh sẽ có một số cái câu giải đáp cũng giống như là một số cái lời để làm sao hướng dẫn cho anh trong năm 2020. Xin mời anh Trung. Vâng, cảm ơn anh Thiên Long. Xin chào anh Tiến, ở đây anh có đưa cái thông tin với Phong Thủy Thăng Nguyên chúng tôi rằng là anh sinh năm 1981 Tân Dậu, vợ anh sinh năm 84 Giáp Tý, các con là 2018 Mậu Tý và đứa nữa là 2012 Nhâm Thìn. Năm 2020 thì anh muốn động thổ nhà hướng tây, hướng đông nam 135 độ, đúng không ạ? Thì nếu như xét đúng hướng đông nam 135 độ của anh, tức là tọa tây bắc hướng đông nam, cụ thể là tọa càn hướng tốn. Với năm 2020 này thì cũng khuyên chân thành anh rằng là phần tọa, tức là phần tây bắc năm 2020 nó cũng không có được đắc cách lắm. Do đó rằng là nếu như mà năm 2020 không có vội ấy, thì chúng ta cũng không có nên động thổ ngay đâu. Đấy, khuyên anh như thế. Còn nếu như bắt buộc phải làm thì cũng khuyên anh là nên để sau đông chí chúng ta làm. Sau đông chí tức là sau cái ngày mồng 9 tháng 11 âm lịch, thì sau cái ngày đông chí đấy, sau thời điểm đông chí đấy thì anh triển khai động thổ anh làm thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì rằng là hướng đông nam năm 2020 về phần tọa, tức là phần tọa tây bắc ạ. Tây bắc lại bao gồm ba sơn hướng là tốt cản hợi, thì năm 2020 phần tọa nó phạm mộ long biến vận sát, cũng như rằng là nó phạm các yếu tố sát khác thì cũng không có nên động thổ. Động thổ thì nó không có đắc cách lắm. Huống chi nữa là các tuổi thành viên gia đình anh thì nó cũng không có hợp long lắm với lại cái hướng đông nam này. Duy nhất là có vợ anh là sinh năm 84 Giáp Tý thì hợp long với lại hướng đông nam. Đối với tuổi của anh và các thành viên khác thì nếu như có một cái sự lựa chọn khác đối với hướng nhà của anh thì anh nên chọn hướng đông hoặc hướng tây bắc để làm nơi cư ngụ thì nó sẽ tốt hơn với cái tuổi của gia đình anh. Còn lại cái hướng này thì nó không có xấu đối với tuổi, nhưng mà nó không có vượng long đó. Còn đâu là xấu hay đẹp hay không là do yếu tố phong thủy nhé. Tiện cũng trao đổi luôn với các anh chị liên quan đến yếu tố rằng là hợp hướng rồi không hợp hướng như thế nào, đẹp phong thủy là như thế nào. Rằng là trước chúng ta vẫn cứ quan niệm rằng hợp hướng là đẹp phong thủy rồi, đúng không ạ? Cho nên chúng ta không có biết rằng là do yếu tố cách cục nhà, cách cục đất, hình thế xung quanh nó tác động đến yếu tố phong thủy. Thì cái này chúng ta cần phải làm rõ. Cái việc mà đối với Phong Thủy Thăng Nguyên chúng tôi quan niệm liên quan đến hợp hướng thì chúng tôi chỉ có quan điểm đó là hướng đấy vượng với lại tuổi của anh chị và các thành viên trong nhà, hoặc là không vượng bằng, chứ nó không có xấu về hướng cả. Nó không có giống cái quan điểm của Bát Trạch Minh Cảnh hay một số các trường phái khác rằng là các anh chị chọn những cái hướng như là ngũ quỷ rồi tuyệt mệnh rồi họa hại rồi lục sát, thì chúng ta cứ lo lắng trong thân thôi rằng là chọn mấy hướng đấy thì nó xấu quá rồi là ảnh hưởng đến yếu tố phong thủy của ngôi nhà. Nó không có vậy. Đối với phong thủy cao cấp và phong thủy chính tông tam phái thì nó không có quan điểm về hướng xấu với tuổi. Hướng nó vượng hoặc là nó không vượng bằng đấy thôi. Còn lại rằng là đẹp phong thủy không lại quan trọng khác. Đẹp phong thủy ở đây là như nào? Đẹp phong thủy nó do yếu tố về bố trí, cách cục, hình thế, cảnh quan xung quanh. Từ đại cục nó ảnh hưởng đến yếu tố miếng đất và ngôi nhà có giá trị như thế nào, có được đẹp hay không. Rồi đi vào nữa liên quan đến hệ thống cổng cửa, bố trí vị trí cổng cửa, khai môn, khai khẩu, rồi nó có được nạp khí, nó có được khí vượng hay không, hay khí sát. Rồi đi vào nữa liên quan đến bố trí cách cục trong nhà, cầu thang đặt ở đâu, phòng ngủ đặt đâu, bàn thờ, đầu giường, bếp, nhà vệ sinh, các thứ bố trí trong nhà như nào để làm sao cho nó hợp lý về cách sử dụng, bổ khí cho loan hoàn, cũng như là yếu tố về kiến trúc thẩm mỹ được kết cấu, nó được ràng buộc với nhau thật tốt để cho ngôi nhà của mình nó vững vàng theo năm tháng. Thì việc đấy là đẹp phong thủy, chứ không phải là ở cái nhà nó không hợp hướng, nó xấu với mình rồi là cứ tìm trên mạng thôi lại thấy là hướng ngũ quỷ, hướng tuyệt mệnh, hướng hoa hại, hướng lục sát, thì các anh chị đấy nó không có phải đâu ạ. Đối với phong thủy cao cấp chúng ta không xét thế, cho nên chúng ta phải thoát ngay cái suy nghĩ trong đầu đó là không có cái hướng xấu với tuổi, cho nên không có lo. Còn đâu hướng đấy nó có đẹp hay không thì xin mời gọi đến số 1900 2292 bấm nhanh số 2 để được chúng tôi tư vấn với việc ở hướng nào thì hợp tuổi với các anh chị đó. Còn đâu cũng không có phải lo. Nó giống như cái việc đó là các anh chị chọn cái hướng hợp mà không có biết rằng là đẹp phong thủy hay không, nó không khác gì việc đó là mình chọn một cô vợ này thì hợp tuổi với mình, nhưng mà cô này cô ấy xấu nết, xấu người, xấu cả nết luôn, thì rõ ràng chúng ta lại đang hợp với cái xấu, đồng ý không ạ? Do đó rằng là chúng ta thà rằng chọn một cô vợ không hợp tuổi cho lắm nhưng mà đẹp người, đẹp tính, đẹp nết, ở với chúng ta cả đời còn tốt hơn. Do đó là cái ngôi nhà nó hợp hướng nó chưa phải là yếu tố quan trọng nhất. Hợp hướng đẹp phong thủy thì nó được 10 điểm, còn đâu rằng là hợp hướng mà xấu phong thủy thì có khi còn âm đấy. Do đó là thà chúng ta nếu hướng mà không hợp thì chúng ta chú ý vào cái việc là bố trí phong thủy nó thật tốt thì chúng ta còn được 7-9 điểm các anh chị nhé. Do đó rằng là đây là cái chia sẻ của Phong Thủy Thăng Nguyên chúng tôi đối với anh Tiến, rằng là hướng đông nam nếu 2020 anh không có vội thì anh đừng có làm, để năm sau chúng ta làm, chúng ta xét tiếp. Còn nếu như muốn vẫn phải làm thì anh nên để sau đông chí, tức là sau ngày mùng 9 tháng 11 âm lịch, thì các anh chị lúc đó liên hệ với Phong Thủy Thăng Nguyên chúng tôi hoặc liên hệ sớm hơn để được tư vấn cụ thể năm tháng ngày giờ như nào để triển khai. Còn nếu như được lựa chọn một cái hướng hợp với lại tuổi anh thì anh có thể lựa chọn hướng đông hoặc hướng tây bắc để làm nơi cư ngụ, nó sẽ rất tốt. Hướng đông thì năm 2019, năm 2020 không nên làm.
hướng Tây Bắc thì còn xét xem tiếp xem là độ số như thế nào để chúng tôi tư vấn tiếp. Xin cảm ơn anh Tiến, cảm ơn các anh chị. Thì rất là cảm ơn cái chia sẻ của anh Đức Trung. Thì với anh Tiến thì anh nên có cái sự quan tâm, đó là với cái năm 2020 thì cái hướng nhà hướng Đông Nam của nhà mình thì chưa vội thì mình không nên làm. Còn nếu mà giả sử bắt buộc mình phải làm thì khuyên anh đó là nên để sau đồng chí thì mình làm sẽ tốt hơn. Còn với cái tuổi của anh và các thành viên trong gia đình thì như có theo định long của Tam Hợp Phái chúng tôi thì nên khuyên anh là chọn căn nhà hướng Đông hoặc là Tây Bắc thì nó vững chân long hơn, và gia đình mình ở trong đấy thì mọi thành viên trong nhà sức khỏe tốt hơn. Thì trên đây là tất cả các câu hỏi mà chúng tôi có dành ra và giải đáp cho tất cả các anh chị. Và rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã thường xuyên theo dõi kênh tư vấn của Phong Thủy Long Nguyên chúng tôi. Thì chúng tôi cũng rất là mong sao các anh chị là thường xuyên đặt những cái câu hỏi và nó cụ thể hơn nữa, để làm sao chúng tôi bám sát được tất cả những cái mong muốn, cái nguyện vọng của các anh chị và giải đáp kịp thời cho các anh chị sang năm 2020 thì chúng ta sẽ làm nhà cụ thể như thế nào. Và tôi Thiên Long cũng giống như là anh Đức Trung thì lúc nào cũng mong mỏi và lúc nào cũng muốn chia sẻ tất cả những kiến thức đến các anh chị. Và rất là cảm ơn các anh chị về những cái câu hỏi cũng giống như là sự quan tâm của anh chị đến với Phong Thủy Long Nguyên chúng tôi. Và do thời lượng chương trình không cho phép nên là chúng tôi sẽ hẹn tất cả các anh chị trong cái số tiếp theo. Thì trên đây là toàn bộ cái lời giải đáp của chúng tôi, và nếu mà anh chị có cái câu hỏi hay góp ý nào thì hãy gọi điện đến số 1900 2292 ngành số 2 hoặc là bình luận trực tiếp dưới kênh Phong Thủy, kênh tư vấn phong thủy của Phong Thủy Long Nguyên chúng tôi. Thì tôi Thiên Long cũng giống như anh Đức Trung xin cảm ơn và chúc tất cả các anh chị sức khỏe, cũng giống như gia đình mình mọi sự bình an. Xin cảm ơn các anh chị. Vâng, cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong những chuỗi video tiếp theo. Hãy bấm nút đăng ký cũng như bấm nút chuông để được đón nhận những cái video tiếp theo của chúng tôi. Xin cảm ơn, chào các anh chị. Khi mà tham gia khóa học Kích Tài Lộc đều có thầy Tăng Nguyên mà tôi đã được giải đáp một số thắc mắc, nó như một cái phép màu, mọi việc khá là suôn sẻ, tôi thấy là hài lòng. Tôi thấy là cũng rất là thành công. Gửi đến thầy hai chữ cảm ơn. Liên hệ hotline 1900 2294.